dạt dào cảm xúc với những cú nhảy ca rùa, đá ngựa từng là một phần tuổi thơ của thế hệ 8X, 9X trong đám cưới. Xã hội thì ngày một phát triển, những trào lưu từ bên ngoài cũng xâm nhập vào Việt Nam. Ngày nay thịnh hành nhất có múa quạt, nhảy si tình và tuyệt nhiên không còn ai thấy bóng dáng của những cú kè rùa, đá ngựa, thứ vũ đạo từng là tuổi thơ của thế hệ 8X, 9X. Và mới đây, cực kỳ hiếm có khó tìm khi một thời hoàng kim của nhiều anh em được diễn tả lại trong đám cưới ngày nay. Chàng trai tuy không còn sung sức như độ đôi mươi, da đã có nếp nhăn, bụng thì lên vải ngân mỡ, nhưng tinh thần hip hop thì cứ phải gọi là bất khả chiến bại. Đúng là nhịp beat đã vang trong đầu, thì dù có già, đam mê và kỹ năng vẫn cứ chảy trong máu.